thương, cầu nguyện cho cậu được về dưới Phật. Dạ. Và tất cả các em cũng cái tâm cũng hướng với cậu để mà được tốt nhất. Thì xin có thêm chút xíu được chia sẻ vậy thôi. Dạ. Dạ. Chị thời gian qua thì tại nhà cậu có những cái thắc mắc, những cái drama. Dạ. Chị có những chia sẻ gì không đến với khán giả không? Nhưng mà cái chuyện của gia đình của cậu thì dạ, cậu thì mọi người cũng ái mộ rồi. Dạ. Thì cậu cũng có cách để mà xây chuyển cho gia đình được ấm êm. Nói dạ, chung là cái mong ước mỗi người ai cũng được như vậy thôi. Tất cả là đều hòa thuận với nhau là tâm nguyện của cậu thôi. Thì ngày nào đó thì sẽ lắng động lại thì cũng được nghĩ thôi. Dạ, thôi chia ra chia sẻ chút xíu. Dạ, sự việc bây giờ nó dạ, không hòa thuận nữa mà đang đỉnh điểm mà chị. Nếu mà như mọi người nghĩ là nếu mà cậu tâm cậu là tâm Phật thì cậu dạ, sẽ xây chuyển được tất cả, sẽ hòa thuận hết. Dạ. Thì như vậy thôi, thì mình cũng không biết nói như thế nào. Dạ, hồi dạ, nãy có chị có cô Sáu với lại Hồng Phượng đến á. Dạ. Mà chị đến hơi trễ một xíu thôi. Dạ. Cái đó là không có duyên. Cái gì cũng tùy duyên hết. Mình bây giờ mình chủ yếu mục đích của mình đến đây là thắp nén hương cho cậu thôi. Vậy thôi à. Còn mọi người gia đình của cậu thì mình không có quan tâm, tại vì mỗi người mỗi cái ý kiến, mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Dạ. Còn mình là chỉ mục đích là mình quý thì mình đến đây mình thắp những nén hương thôi. Dạ. Dạ. Chị thấy mùa cậu đẹp không chị? Dạ đẹp chứ. Dạ đẹp chứ. Lúc nào cũng đẹp hết. Dạ, tôi nghĩ là đến đây nén hương thôi mà thấy đông như vậy thì. Dạ, nói chung là dạ, rất là đông. Dạ. Dạ thôi. Vậy là về gia đình là chị không có chia sẻ gì hả? Dạ không, em không có ý kiến, tại vì dạ, gia đình của cậu thì để cậu tự sắp xếp. Dạ. Dạ. Dạ không có. Bây giờ cậu mất rồi sao cậu sắp xếp được chị? Thì cái đó là cậu đi để từ từ cậu sẽ xây chuyển. Để cậu sẽ xây chuyển trong gia đình. Chứ bây giờ mình là người bình thường. Dạ. Làm sao mà mình biết được? Thì từ từ thì mỗi người đều hiểu ra. Dạ. Nếu mà ai cũng quý mến cậu thì từ từ thì cậu có cách. Vậy thôi. Dạ, quan điểm của chị như thế nào về chị Hồng Loan ạ? Nói chung là mình không có ý kiến gì về gia đình cậu. Mình chỉ quý mến cậu thì mình đến đây để mà mình thắp nén hương thôi. Còn vấn đề gia đình của cậu thì mình không có ý kiến. Mình cũng không có tư cách gì để có ý kiến. Dạ, vậy thôi. Cảm ơn mấy anh nha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. À, chị gái thì chia sẻ cũng có lý, tuyệt vời cả nhà. Vì cậu muốn người nhà sẽ hòa thuận lợi nhau, không muốn nói gì để người nhà để chia rẽ với nhau cả. Thì rất cảm ơn chị. Chúc ba mẹ đến thắp nhang cho anh này nè. Cả nhà em bé cũng chắp tay nữa đó. Cùng với ba mẹ. Để ổn vậy, lại chớ lại cho. Trong năm cả nhà. Ổn quá vậy ta. Dài gái mà thấy cưng quá. Kết quả thì lúc nào cũng đẹp. Dạ. Dạ thì hy vọng vậy đi. Thì mọi người ai cũng cầu mong là ai gia đình nào cũng sẽ tốt đẹp thôi. Thì mình cứ nghĩ như vậy thì mọi người sẽ tốt đẹp. Dạ, tại vì cái sự việc này nó lan truyền đến cộng đồng rồi. Dạ. Bởi vậy là cái góc nhìn của mỗi người mỗi khác. Dạ. Có rất nhiều của chú anh chị đến đây cũng dạ, có những cái góc nhìn riêng. Dạ. Thì em cũng hy vọng là chị có một cái góc nhìn dạ, riêng. Không. Em thì nói chung là em đã là cái người mà cái tâm mà mình đã hướng về cậu, mình đã đến đây đốt một nén hương thì mình dạ, cũng xem cậu thì mình cũng giống như cậu, thì mong là gia đình là ai cũng muốn đoàn tụ hết, ai mà cũng muốn là hòa thuận, từ từ thì nó sẽ tốt hơn thôi. Chứ mình vậy thôi, đơn giản thôi. Tâm chị thiện quá, bây giờ sự việc này nó không chưa nó, không nó, hòa thuận được rồi. Nó không hòa thuận không thì đó mình không giải quyết được. Tại mình không phải là mình không phải là ai mình để mà lên án được, mình chỉ cầu mong vậy thôi. Tại vì mình cứ quý cậu thì mình đánh em đốt hết luôn thôi. Thôi dạ, thôi không có vấn đề gì hết. Vì nếu mà sự việc mà không đến cộng đồng á, thì
gia đình ngồi nói chuyện với nhau được. Còn bây giờ cộng đồng nó lên mạnh quá rồi. Nhưng mà thì theo mọi người suy nghĩ thôi, thì mình cũng cầu mong là gia đình nào cũng muốn được hòa thuận hết, yêu thương nhau. Thì con người mà đâu ai mà hoàn thiện hết đâu, đúng không? Thì tất cả mọi người như vậy thôi. Dạ, thôi vậy em xin phép nha. Tại cảm vì ơn chị nhiều nha. Có một câu cuối là cầu mong là tất cả mọi người được vui vẻ thôi, hạnh phúc thì là được rồi. Dạ. Dạ, dạ. Hình như là chị tên Phượng phải không? Dạ. À, chị tên Phượng luôn hả? Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Phượng. Dạ. Cảm ơn chị Phượng nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, đi theo. Dạ, em theo ra xe luôn. Dạ, tâm sự cố chào chị. Ông Trần của Lóc chào chị. Khen với Mô chào chị. Khám phá cùng Thảo chào chị. Chào chị Thảo. Ngày chị Điểu.